Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 gồm 2 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn lựa chọn trong số các môn học còn lại là Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ, nhiều học sinh và phụ huynh đã thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Đào Sơn Tây, thành phố Thủ Đức cho biết, số lượng môn thi tốt nghiệp giảm đồng nghĩa với việc học sinh giảm bớt áp lực thi cử, nhờ đó có thêm thời gian đầu tư lựa chọn các môn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân. Cùng quan điểm, Đặng Thu Thảo, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản, quận 12 bày tỏ, tuy khá bất ngờ về việc môn ngoại ngữ chính thức bị loại khỏi danh sách các môn thi bắt buộc, nhưng việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch học tập của em. Học sinh này lý giải, môn tiếng Anh vẫn giữ vai trò quan trọng trong các tổ hợp xét tuyển đại học nên vẫn sẽ được nhiều thí sinh chọn lựa thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong số các môn lựa chọn, bởi đây vốn là thế mạnh của học sinh thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại băn khoăn bởi trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, các trường phổ thông từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông đều tăng cường dạy học tiếng Anh thì việc đưa môn ngoại ngữ vào nhóm môn lựa chọn ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ khiến học sinh giảm đầu tư vào môn học. Chị Ngọc Thủy, giáo viên tiếng Anh một hệ thống trường tư thục tại quận Gò Vấp, đồng thời là phụ huynh có con năm nay học lớp 8 nhận định, nhiều năm qua, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Chị Ngọc Thủy lo lắng, việc Bộ Giáo dục Đào tạo đưa môn ngoại ngữ vào nhóm các môn lựa chọn liệu có làm thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 của các địa phương hay không? Ở góc độ giáo viên, Thạc sĩ Đặng Thanh Huân, giáo viên tiếng Anh trường phổ thông trung học Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 cho biết, xét về tổng thể, quyết định của Bộ về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 4 môn, thời gian tổ chức thi trong 2 ngày là hợp lý và tiết kiệm. Giáo viên này cho biết, môn tiếng Anh không còn là môn bắt buộc, giúp giảm áp lực cho học sinh, nhất là học sinh ở những nơi còn khó khăn trong việc dạy và học tiếng Anh, đồng thời giảm áp lực cho giáo viên dạy tiếng Anh đối với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn, việc tiếng Anh không còn là môn bắt buộc là một thiệt thòi lớn cho học sinh, có phần đi ngược xu thế hội nhập và phát triển của thế giới. Hiện nay, đa phần học sinh đều có tâm lý, có thi thì mới có học, không thi không cần học. Đó là một hệ lụy vô cùng nguy hiểm cho thế hệ tương lai của đất nước. Việc môn ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc sẽ ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông. Nhiều học sinh không còn tập trung nhiều vào môn học này. Giáo viên bày tỏ, thời điểm hiện tại, tiếng Anh là một trong các môn xuất hiện nhiều nhất trong các tổ hợp xét tuyển đại học, nên học sinh vẫn học tiếng Anh một cách nghiêm túc để xét tuyển đại học. Song, với phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng từ năm 2025, liệu các tổ hợp xét tuyển đại học có thay đổi trong thời gian tới? Theo Phó Hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở quận 1, việc Bộ Giáo dục Đào tạo công bố sớm phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là một tín hiệu tốt giúp các trường có thêm thời gian chuẩn bị lộ trình dạy học trong các năm học tới. Tuy nhiên, sau nhiều lần Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến cho các dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông, người này lo ngại tính ổn định của phương án thi tốt nghiệp. Vị này cho biết, tôi mong phương án thi không tiếp tục điều chỉnh để các trường yên tâm tổ chức dạy học, tránh tình trạng lựa chọn rồi bắt buộc như đã từng đối với môn lịch sử trong các chương trình giáo dục phổ thông. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc, Toán, Ngữ văn và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát nội dung của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức thi trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp là kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Về việc ngoại ngữ không phải là môn thi bắt buộc thì có làm giảm chất lượng môn học này? Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định, môn ngoại ngữ trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được chú trọng. Cụ thể, ngay từ lớp 3 đã được học, đến bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đều là môn học bắt buộc và được kiểm tra đánh giá. Trong quá trình từ năm lớp 3 đến lớp 12, các em đều được học lựa chọn môn ngoại ngữ mà mình thích và định hướng. Đó chính là nền tảng quan trọng cho các em bổ sung nâng cao năng lực, phẩm chất về ngoại ngữ.
Môn ngoại ngữ được Bộ Giáo dục Đào tạo rất quan tâm và lồng ghép vào tất cả các chuẩn đầu ra của học sinh và sinh viên. Do vậy, không thể nói chỉ vì một kỳ thi này mà làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học. Về lộ trình triển khai thực hiện, Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ phương án thi được thực hiện từ năm 2025. Giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện, sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Tại họp báo ngày 29 tháng 11, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu theo lộ trình, tiêu chí để xây dựng thư viện, ngân hàng đề thi chung khi đủ điều kiện, để thực hiện phân cấp cho các địa phương, các cơ sở giáo dục, tổ chức kỳ thi đánh giá chất lượng đầu ra ở cấp trung học phổ thông thay cho phương thức một kỳ thi quốc gia trong cùng một thời điểm như hiện nay. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế, có thể điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước. Sau khi công bố phương án thi, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai phương án này, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra. Tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, học theo chương trình nào thì thi theo chương trình đó. Nhưng những em thi trượt năm 2024 cũng không nên quá lo lắng nếu thi lại từ sau năm 2025 vì cấu trúc, định dạng đề thi có tính kế thừa. Nói thêm về quyền lợi với các thí sinh thi trượt tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và dự định thi tốt nghiệp vào năm 2025, bà Nguyễn Thu Thủy, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết, các thí sinh thi lại năm sau vẫn có nhiều cơ hội. Ngoài thi tốt nghiệp, các em còn tham gia các kỳ thi đánh giá tư duy, năng lực do các trường tổ chức, tham gia xét tuyển bằng học bạ. Quy chế tuyển sinh đại học đã được giữ ổn định trong 2 năm qua. Dù thi như thế nào, thì các trường vẫn phải đảm bảo nguyên tắc xét tuyển công bằng giữa các phương thức xét tuyển. Như vậy, các em dù thi kỳ thi như thế nào, vẫn được xét tuyển một cách công bằng. Về đề thi minh họa từ sau năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết, cấu trúc, định dạng đề thi đã được nghiên cứu kỹ, bảo đảm phù hợp với chương trình và có tính kế thừa. Ngân hàng đề thi sẽ được chú trọng nghiên cứu. Ngay trong tháng 11, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tập huấn cho đội ngũ sẽ tham gia làm ngân hàng đề thi do Viện Khảo thí Hoa Kỳ hướng dẫn. Trả lời câu hỏi thí sinh có được thi nhiều hơn 4 môn để tăng thêm cơ hội xét tuyển đại học hay không, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết. Nguyên tắc tổ chức thi thì hiện nay chưa cho phép thí sinh thi nhiều môn hơn vì có tới 36 tổ hợp khác nhau được xây dựng trên số 4 môn thi. Thí sinh có thể lựa chọn những tổ hợp các em thực sự có thế mạnh. Về nguyên tắc, thí sinh cũng không nên học, lựa chọn quá nhiều sẽ lãng phí, không hiệu quả. Về câu hỏi, thí sinh học trung học phổ thông vẫn có sự thay đổi môn học tự chọn, vậy các em có được lựa chọn môn thi trong số các môn các em không học? Ông Nguyễn Ngọc Hà nhấn mạnh, thí sinh chọn 2 môn tự chọn trong số các môn được học ở lớp 12. Hiện nay, thí sinh cũng chỉ được thay đổi môn học tự chọn ở lớp 10, 11. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.